vực sâu hun hút, con sông như đường tìm, người treo trên cao tranh vênh vạch núi, đẽo đá trên cao thành những con đường đưa ta về đây nơi địa đầu tổ quốc, đưa ta về đây, về đây trên đỉnh Ma Phi Lem, rừng chiều nghiêng nghiêng nắng mây đang bay về đâu, đèo trên thung sâu in hiền vạch núi đã sáng năm xưa, giờ hóa mây chiều cho ta hẹn nhau nơi con đường hạnh phúc, cho ta chờ nhau trên đỉnh Ma Phi Lem. Vâng, xin cảm ơn kênh YouTube của Hoàng Hiền. Thì báo cáo với kênh YouTube thế này, tôi thì tổ trưởng phố ở phố Kè, phường Sơn Thịnh, Phong Công, Thái Nguyên. Hiện nay là tôi tổ trưởng đây thì gần gia đình bà Nguyễn Thị Hảo. Thì hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Hảo này thì bà sinh được hai cháu. Thì hôm qua may là ông bị ung thư qua đời. Hiện nay không ai muốn chuyện đó, nhưng hoàn cảnh gia đình bà rất là khó khăn, nhất ở cái tổ phố Kè của tôi. Em chào cho bác chị bạn trẻ nha. Ngày chào buổi sáng. Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hôm nay là một ngày rất là vui đối với gia đình nhà cô Hảo Tí Hon. Bây giờ thì Hoàng Hiền đang cùng với anh Đông Tí Hon lên nhà cô Hảo Tí Hon. Hôm nay thì trong cái chương trình đó là đi mua bò đấy, cho nhà cô Hảo Tí Hon, món quà 13 triệu của cô Thúy Hằng ở bên nước Mỹ đấy, giúp đỡ cho ba mẹ con nhà cô Hảo Tí Hon. Thì lần trước thì đã mua bò cho ba mẹ con rồi đấy, một con bò phải nói là rất là đẹp đấy, đẹp hàng đầu trên kênh YouTube của Hoàng Hiền đấy, với cái số tiền 12 triệu, một con bò già đấy, 19 tháng rồi, và có là hôm đấy mua thì con bò nó vừa đến nước hôm trước rồi đấy, cho nên là rất là đẹp, cao ráo, to khỏe. Đấy, thì hôm nay thì là Hoàng Hiền và anh Đông Tí Hon lên cùng với cô Hảo đi sang mua bò về cho hai mẹ con chăn nuôi và phát triển kinh tế. Một cái niềm vui rất là lớn đối với ba mẹ con cô Hảo Tí Hon. Một cái hoàn cảnh cũng rất là khó khăn ở trên kênh YouTube của Hoàng Hiền. Hoàng Hiền cũng mới quay video trong thời gian là gần đây. Đấy, biết đến cái hoàn cảnh của cô Hảo cũng khó khăn. Phải nói là nó cũng tương tự như kiểu nhà cô Toán Tí Hon ấy. Cũng là một mình người mẹ Tí Hon gồng gánh để nuôi hai người con đấy, cũng rất là vất vả khó khăn đấy. Hoàng Hiền và anh Đông Tí Hon đang đứng ở rìa sông Cầu này đấy. Bên kia ở đất của xã Đào Xá đấy, thuộc huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Bên này là đất của xóm Trại Mới thuộc xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Đó, đây. Đây là trường học kia, trường cấp 2 Thượng Đình kia. Đấy, con anh Đông và con cô Toán Tí Hon học ở đó. Đấy, nhà cô Hảo Tí Hon thì ở trên làng Kè. Đấy, bên trên đó thì lại thuộc phường Lương Sơn đấy, của thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Đó. Bây giờ thì Hoàng Hiền xin mời tất cả các bác nhé, sẽ cùng với Hoàng Hiền và anh Đông Tí Hon lên trên nhà cô Hảo. Đấy. Thời tiết hôm nay như Tết anh Đông nhỉ? Ừ. Đấy các bác ạ, thời tiết nó lạnh, nó se, nó rất giống cái không khí của ngày Tết. Đấy. Anh Đông nhờ, đẹp nhờ. Rất là may là không có mưa phùn. Đấy, đi nhá. Đấy, bây giờ thì Hoàng Hiền đã cùng anh Đông Tí Hon lên nhà cô Hảo đây rồi. Đấy, gặp anh Sô đấy nữa. Đấy. Thì anh Sô lại đi cùng. Đấy. Anh Sô thì anh Đông Tí Hon thân anh Sô lắm. Cứ như kiểu là quen từ đâu rồi. Đấy. Giờ đi mua bò cho cô Hảo nhá. Vâng, chú có nhà không? Chú có. Vâng, để cháu ngó qua cái chuồng trại cô tí nhá. À, xem chuồng trại tí này. Chuồng trại đây. À, rơm cho lại sau hết à? À. Ừ. Đây thì bỏ đây đi, bỏ bên này. Đấy,
sau còn tiền 12 triệu, còn thừa 1 triệu mua con lợn thả ở đây. Đấy, nó rực rỡ. Rơm rác đây, thoải mái cho bò ăn. Được rồi, thế đi thôi. À, thì rơm thoải mái cho bò ăn. Mình cũng hạ trồng vườn rau cũng đẹp quá. Đang lên đây. Đấy. Con trai là đi học hả cô? Con cháu đi học. Cháu hôm nay tiếc quá con lại phải đi học. Mẹ cứ bày cho con đi. Đâu thì hòn anh đi số. Ai giờ? Đấy. Đây. Tem mạnh chưa? Ai giờ bế được á? Ai giờ? Ai giờ? Anh xô trong đấy khỏe phết nhỉ? Anh xô này khỏe đi. Anh đông kêu ăn. Ai giờ? Ai giờ? Sướng không đâu? Sướng lắm. Thích không? Thích không? Sướng lắm. Thích lắm. Đồng tiêu hoạt là cao hơn anh xô. Anh xô vừa mà nhà mà gần anh đông nhỉ? Vui vui lắm nhỉ? Vui như Tết luôn. Vui hơn Tết. Hơn Tết luôn. Chết cười các diễn viên. Đấy, thích nhá, lại được bế. Đông được 30 cân. Dạ vâng. 26 cân. 26 cân à. Vâng. Em nhé. 26 cân thì ăn lo á. Nhưng mà dạo này béo. Dạ vâng ạ. Béo hơn tí rồi. Béo hơn hồi xưa. Dạ vâng ạ. Em mời ăn xô là chờ đây xuống. Em. Đấy. Là đưa bác sĩ đi đi chạy nhảy. Đấy. Được. Ok. Đại ca bác sô làm cơ bộ. Được. Làm cơ ăn. Làm cơ làm ăn. Đây con đấy. Đến nhà đấy hả? Làm gì ạ? Năm không một đoạn. Nói xuống đây xô mỏi. Vâng. Đấy, đây. Đây. Các bác đẹp chưa? À. Nhất tỉnh chưa? Tuyệt trần không? Đấy. Con mẹ nó kia nhỉ? Con mẹ nó chụp bác buộc kia. À con mẹ con con kia là con này này của con mẹ bên này nhỉ? Ừ. Này mua con này các bác ạ. Này các bác xem gần được xem. To đoành luôn. To đẹp. Con này các bác xem vô bình luận khen lắm. Chân tay to nó pha như này. Mà nó già rồi. Tuyệt vời. À, đi đâu. Ai giờ? Cháu lên ba cho đi mẫu giáo. Đây con mẹ đây. To. Sao đấy con? Sổ mũi ốm. Sổ mũi à? Mạnh đấy, trời này. Ai nhờ? Nắm tay nhau thật chặt. Ông tí hon. Ấy giờ. Ấy, con cháu nha. Rồi chú. Xin chào chú. Vâng. Bế nhau trong những hai bố con. Lưng cho chẻo. Con là đường đi đường có bò chân nhỉ. Vâng. Bố mẹ làm hết rồi chú. Vâng. Ôi đấy được chú ạ. Sáng được. Xin chào tất cả các bác nha. Đấy, bây giờ thì Hoàng Hiền lên sóng rồi đây. Đang ngồi cùng với cô Hạo, anh Sô, anh Đông. Đấy, và chú
Thảo. Đấy, hôm trước thì là Hoàng Hiền đã cùng với cô Hảo đấy là mua bò nhà chú rồi, cái số tiền là 12 triệu rất là đẹp. Hôm nay Hoàng Hiền lên để gửi tiền cho chú và dắt bò cho ba mẹ con nhà cô Hảo về chăn nuôi phát triển kinh tế các bác nhá. Đấy, về cháu sẽ gửi tiền cho chú nhá. Mạnh quá. Ui chú. Một triệu này, 2 triệu này, 3, 4, 5, 6, 7. Nhiều lắm. Giờ mình nhiều. Nước cái sao ấy. Vâng, đúng là nước đi ra. 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 đấy, 13 triệu bằng triệu của cô. Xong rồi mua lợn chăn nuôi nhé. Đây chú đếm đếm đủ đi. À, này là xong rồi nhỉ, đúng không? Vâng, chú đếm 2 này. Vâng. 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, vâng, 11, 12 không thừa không thiếu. Đủ nhá. Đủ. Vâng. Nhưng mà bò vẫn chưa dắt đúng không? Vâng. Đấy, 12 triệu. Đây là như này. Vâng. Trước khi thì tôi nói là giờ như các chú chả anh em chả có biết gì. Vâng. Mà còn làm những cái việc thiện nguyện như này, như nhà tôi thì cũng làm xóm láng giềng nhé. Vâng. Thế có nhà. Vâng. Tôi nhà chăn nuôi ra thì tôi bán là bán như thế. Vâng. Đấy, nhưng mà cho gia đình của họ 500. À. Gọi là như mình gọi như của ra vốn ấy. À. Gọi từ nguyện làm thiện nguyện thì nó hơi ít. Vâng. Mà thôi gọi là cho ra vốn cho. Vâng. 500 là chăn nuôi cho nó may mắn. Vâng. Còn hóa ra thì thôi. Nói chung người đã. Vâng. Giúp cái người đã nghèo đã thương rồi. Vâng. Bây giờ các chú bây giờ cứ các cháu đi làm cái này thì đã thương những mẹ con nhà cô này mà còn sang còn rất nhiều người khác nữa. Vâng. Thì đã thương thì cho thương hẳn đi. Vâng. Thường thêm thì thêm một vài người nữa đi, ví dụ đấy. Vâng. Đã là các cụ nói là lá lành thì đùm lá rách. Vâng. Lá rách thì đùm lá nát, đây mới gọi là chắc là cũng gần nát rồi. Vâng. Thì, các cụ chú cố gắng nên làm cái này thiện nguyện nhiều hơn nữa, để cho nhiều người được phục vụ hơn nữa. Vâng. Trở thành cảm ơn. Vâng. Thế nhất có hẳn nhé. Sau đây em cũng không có lời, sau đây em cũng cảm ơn bác là tình hình ngoại xóm, bác cái hoàn cảnh em như thế này bác bớt với em xin cảm ơn bác ạ. Rồi. Vâng. Đấy thì làm bò thì có hảo nhá, bò thì là 12 triệu, đấy là 12 triệu đấy là bác đã bớt rất nhiều rồi đấy, 12 triệu, bởi vì thực sự con bò đấy rất là đẹp, đấy. Bây giờ thì giả tiền thì bác lại bớt lại cho cô là 500 nghìn nữa, thì là cô Thúy Hằng ở bên nước Mỹ thì gửi tất cả cho cô là 13 triệu. Thì như vậy thì con bò này hiện tại như bây giờ thì đang là 11 triệu 500 nghìn. Đấy, còn lại 1 triệu rưỡi nhá. Thì sau tiền này mình để mua lợn cho cô chăn nuôi nhá. Vâng. Thì bác Hảo nhá. Qua đây thì cháu cũng thay mặt cho gia đình cô Hảo. Trước hết là cũng xin chân thành cảm ơn bác. Đấy, đã đồng hành cùng với cháu và các mạnh thường quân. Thương ba mẹ con cô Hảo, giúp đỡ cho ba mẹ con là cô nhá. Một con bò rất là đẹp như vậy mà bác lại ra vốn như này nữa nhá. Giá như vậy rất là tuyệt vời. Đó. Xin chân thành cảm ơn các bác nhé. Xin kính chúc bác cùng gia đình nhiều sức khỏe. Có nhá. Chắc nó vẫn khỏe rồi. Vâng. Nhưng mà tình trạng bán được bò như này vẫn khỏe bình thường. Sang năm có thể lại bán tiếp. À vâng. Vâng, cứ nuôi nhiều là cháu mua bà con này cháu lại mua cho bà con. Rồi. Rất là mừng. Bây giờ thì mình bác cứ tiền đi. Sau này là mình ra dắt bò về dắt con ba mẹ con cũng hả thôi. Nước á. Nó tình cảm. Tí phá rồi. Nước cái tình cảm. Đấy, vui mừng quá. Tuyệt vời quá. Đấy, anh Đông gặp anh Rồ. Đây giờ, đây là sợ sợ đuôi anh Rồ đấy. Anh Rồ đây. Dạ. Uống nước anh. Đấy cô Hảo. À chú. Đấy chú này. Chú này. Vâng. Vâng. Đấy mời cô Hảo uống chén nước. Vâng. Đấy. Sao thì cứ ra cứ dắt bò thôi. Vâng. Tiền lấy rồi. Bò của mình rồi. Ôi giời. Bán được bò quá rẻ.
bò đẹp. Đẹp. Vâng. Đấy, cô Hảo có muốn nói gì với lại cô Thúy Hằng ở bên nước Mỹ không? Rồi, thế sau đây là cô cũng xin có lời cảm ơn cô Thúy Hằng ở bên Mỹ, và cô xin chúc cô Thúy Hằng và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Vâng, vâng, vâng. Cô xin cảm ơn. Vâng. Đấy, thì qua đây thì là cháu Hoàng Hiền cũng xin được thay mặt cho gia đình nhà cô Hảo. Đấy, cháu cũng xin chân thành cảm ơn cô Thúy Hằng ở bên nước Mỹ rất là nhiều, đã đồng hành cùng với cháu, giúp đỡ rất nhiều bà con trên kênh YouTube của cháu. Đấy, giúp bà con có những cái điều kiện để vươn lên phát triển kinh tế, nuôi dạy các con thành người. Rất là vui cho bà con. Đó. Cháu xin chân thành cảm ơn cô, và cháu xin kính chúc cô cùng toàn thể gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đó. Và cháu xin trân trọng kính mời cô cùng toàn thể gia đình nhân dịp là năm mới cũng chuẩn bị đến rồi. Đấy, cô chú cùng gia đình thu xếp thời gian về Việt Nam chơi, thì cô chú đến thăm quê hương Thái Nguyên của cháu. Đấy, thăm gia đình nhà cháu cũng như những bà con có cái hoàn cảnh ở trên kênh của cháu, để xem được cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc của bà con đấy, khi được cô giúp đỡ đấy, để bà con kinh tế ngày càng thay đổi, vươn lên đấy, thấy được những cái niềm vui, những cái nụ cười của bà con. Cháu xin cảm ơn cô rất là nhiều. Đấy, bây giờ thì cháu uống chén nước với nhà chú, xong thì ra dắt bò cho nhà cô Hảo về chăn. Đấy, bò thì đang ngoài ruộng rồi, rất là đẹp. Đó, uống đi anh. Vâng, mời mời các bác. Vâng, vâng. Cô, đây, cô uống chén nước. Vâng. Vâng. Bà đi chơi không? Hay là bà? Đừng ở đây bà tay ấy, tay cho mấy trăm. À, đi. Đấy là cái dắt bò đấy nhá. Vâng. Vâng, vâng, vâng. Cảm ơn bác nhá. Bò của mình rồi. Bác là phải ở nhà trông hai cháu. Các con đi làm hết rồi, ở nhà bế cháu. Đấy. Rất là đẹp đây rồi. Nhà cô Hảo đang cỏ nhiều về chăn. Này cháu Missy anh xô ra nè. À. Không đấy, đấy cô dặn được. Bò của mình rồi. Đấy. Niềm vui, niềm hạnh phúc của bà con. Đấy. Phấn khởi quá, vui mừng. Bản thân Hoàng Hiền rất là vui. Đấy, khi mà mình làm cái chương trình thiện nguyện như này, được các bác đồng hành. Đấy, để mang niềm vui đến cho những bà con nghèo có cái hoàn cảnh khó khăn. Đấy, khi bà con vui thì cảm giác của mình cũng rất là vui. Đấy, các quý vị khán giả xem video cũng rất là vui cho gia đình đấy, nhà cô Hạo. Bông hoa rất đẹp. Đấy, đẹp chưa? Đấy, nhà anh Đông thì hon thì được các bác yêu thương và giúp đỡ hai con bò rồi. Nhà cô Toán Thi Hon là một con bò rất là đẹp. Nhà cô Hảo một con. Nhà em Hùng một con. Đó. Đến thời điểm hiện tại bây giờ thì trên kênh YouTube của Hoàng Hiền thì đã giúp đỡ được 5 con bò rồi. Đó. Trong đó con này một con rất là đẹp, mà giá thì rất là rẻ. Con này mà thời điểm mà bò mà đắt thì nó phải gần 20 triệu các bác. Con bò này to đẹp giá này. Đấy. Mua là cô Hảo mua con này đây rất là tiện. Một là gần nhà nó đã quen với cái đồng ruộng ở đây rồi, nó quen với cái không khí, với cái điều kiện tự nhiên ở đây rồi, về nó cứ thế nó sinh trưởng, nó phát triển thôi. Đó, rất là tuyệt vời. Đấy. Về nhà nhá, về làm chủ giàu cho chủ nhá. Đấy. Mày ăn trong lớn nhá. Ơ cái anh Đông, cái đi anh Đông. Cái đi. Cái nó anh Đông, từ từ anh Đông ơi. Anh Đông ơi, từ từ. Cái cho cô ra, nó quen rồi. À. Đấy. Phấn khởi mà to thật nhá.
to đẹp lực lưỡng. Màu đẹp. Con này không chê một điểm gì luôn. Ứng ý từ A đến Z. Tiện đồng. Quen với môi trường. Đúng rồi. Cao giáo này. Niềm vui, niềm hạnh phúc, phấn khởi của bà con. Ai dạ. Ấy để cho lên, cho lên. Từ. Để cho lên. Đấy. Về cắt cái cỏ cho nó ăn. To đẹp, phẩm phẫm. Lực nữa anh đó. Cắt luôn cái cỏ cho ăn. Nhà cô Hảo có cây bưởi cổ là ngày xưa. Trên đây rất sai, trên ngọn. Đấy. Quý. Vui mừng, phấn khởi chưa? Thấy chưa? À đây có cây roi nhỉ? Cây roi. Anh xô anh xem video của Hoàng Hiền nhiều cho nên là anh có nghĩa là anh nghe Hoàng Hiền anh Đông thì đang nói chuyện trong video nhiều rồi, xong mình cảm giác nó thân thiết luôn rồi. Đấy, vì ở gặp như kiểu người quen ở đâu rồi. Vâng vâng, cắt ôm cho bò ăn luôn. Vâng. Cứ trồng mạnh rồi xong rồi cắt cho nó ăn. Đây là anh Sô. À đây á. Chắc có vài nữa thì bốc mộ chú này đưa về đây này. À nhưng mà cái chồng của cô thì chuẩn bị bốc, chuẩn bị bốc đưa về đây á. Nhưng mà đang trôn ở đâu? Ở dưới bãi sa mạc của làng. Bãi sa mạc làng gần đây không? Gần đây à. À thế là chuẩn bị 21 này. Chuẩn bị bốc rồi à? Tới 21 này bắt đầu là bốc chú là đưa về đây. Đưa chỗ này luôn. Và cả hai ông bà. Ba ngôi. Ông bà và chú. Vâng. Nên tiện là có bãi cỏ đây, nó có Hảo, cô có trồng này. Cô ấy làm ruộng mà cô ấy không có bò. Cày ruộng như là mượn bò của hàng xóm, nên là cô ấy trồng để khi mà cô ấy mượn bò để cày là cô ấy có cỏ để cho bò nó ăn luôn. Đấy. Vâng. Cái mùa cày bừa này nhà ai mà nhiều châu bò á, gọi người ta cho cỏ á, xong bắt đầu mượn châu bò vào. Không để lấy cái phương tiện cày. Vâng. Cái phân. Cái này là cây lúa hết nhỉ? Cái cánh đồng thì chăn bò thì thoải mái. Nói chung là nhà cô Hảo đây là cái điều kiện chăn nuôi là rất là tốt. Mà mua được con bò này phải nói là rất là đẹp và tiện lợi. Gần gần. Nó quen với môi trường rồi. Cỏ kiếc cắt chăn thôi. Cứ thế mà phát triển thôi. Rất là vui mừng. Đấy, cho ba mẹ con. Nhà anh Đông hai con bò. Đẹp đó, như trong tranh. Hôm nay nhiều gầu đây. Đẹp á. Gì? Đầu nhiều gầu á? Nhiều gầu lắm. Đâu? Đây, trắng tinh đây. À. Tối qua tắm không anh Đông? Không tắm à? Tóc bạc rồi. Nhà mà chú biết thì... Thế đấy cô Hảo ơi. Được rồi, về cho ăn. Ừ. Đây. Đấy. Đây.
Vâng, vãi vào. Bây giờ là bò là của mình rồi, cỏ là của mình. Mình cứ có nhiều cỏ cho bò ăn thì nó béo, nó tốt, nó phát triển thôi. Ừ. Trồng chuối, trồng cỏ thôi, trồng cỏ ấy. Chuối chăn sủ lông lắm, chuối nó phải nấu được, chuối nó phải nấu cho cám, chứ còn chăn sống sủ nó không bỏ. Cỏ mạnh, dã mạnh, cỏ là béo hết. Chuối tính phải nấu được. Chặt chân ngắn, phải chân ngắn ha. Cắt ngắn ha, cắt ngắn về bỏ gốc ra đi. Đấy. Và bây giờ có một con chăn thì mạnh rồi. Đó. Đi ăn mạnh nha. Ăn mạnh đấy. Chuyết chân đấy. Phấn khởi không anh Đông? Phấn khởi cho cô Hảo không? Có. Mừng cho chị Hảo. Anh Sô có mừng không? Mừng không? À. Quá mừng cho chị và khi mà em thay mặt gia đình chị Hảo và các cháu xin gửi lời tới gọi là kính chúc chị Thúy Hằng và gia đình ở bên nước Mỹ có một cái sức khỏe luôn luôn là mạnh khỏe và những cái lời chúc tốt đẹp nhất, cũng mong chị thường xuyên ủng hộ tất cả các hoàn cảnh như của chị Hảo đây. Em xin không biết nói gì hơn, em xin cảm ơn ạ. Vâng. Được rồi, tuyệt vời rồi. Đấy, ăn mạnh em nhá. Chúc Kiểu Ảnh nào, chúc Kiểu Ảnh kỷ niệm nhá. 1, 2, 3 cười lên cho vui, cười he hàm răng. 2, 3 rồi. Đấy. Thôi sau đây thì nó theo hoàn cảnh của cô rất là khổ. Thế mà xong rồi em có xin một lời cảm ơn với chị Thúy Hằng ở bên Mỹ. Thế em hoàn cảnh em khổ như thế thì em xin một lời em xin cảm ơn. Hôm nay đã cô ủng hộ em có bò rồi. Thì em xin chân thành cảm ơn. Không, em thật rất là không nói gì hơn nữa. Rất là cảm ơn chị ở bên đấy và em xin chúc chị và gia đình lần nữa luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc và thành công trong công việc. Và ủng hộ cho những người nghèo cũng như hoàn cảnh như chúng em. Vâng. Xin cảm ơn cả Hoàng Hiền làm những chương trình này để ủng hộ những người nghèo như cô được phát triển kinh tế và vượt lên vượt nghèo. Vâng. Vượt khó. Vâng. Xin cảm ơn cô Hoàng Hiền. Vâng. Chị Thúy Hằng bên Mỹ. Vâng. Mừng quá, mỏ đẹp quá. Rất mừng. Xin chào tất cả các bác nha. Hiện tại bây giờ thì Hoàng Hiền đang đứng cùng với chú Hoàn ở đây. Xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bác. Chú Hoàn thì là tổ trưởng của tổ dân phố Kè, đấy, nơi mà gia đình cô Hảo hiện nay thì đang sinh sống. Thì hôm nay thì là Hoàng Hiền cũng liên hệ với lại chính quyền địa phương. Thì là chú Hoàn cũng có mặt tại gia đình nhà cô Hảo trong một ngày rất là vui đối với gia đình ngày hôm nay. Thì bây giờ thì chú Hoàn sẽ có đôi điều phát biểu với các mạnh thường quân cũng như các quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube của Hoàng Hiền. Cháu xin mời chú có đôi điều với các bác ạ. Vâng, xin cảm ơn kênh YouTube của Hoàng Hiền. Thì báo cáo với kênh YouTube thế này. Tôi thì tổ trưởng phố ở phố Kè, phường Sơn Thịnh, Phong Công, Thái Nguyên. Hiện nay là tôi tổ trưởng đây thì gần gia đình bà Nguyễn Thị Hảo. Thì hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Hảo này thì bà sinh được 2 cháu. Thì hôm qua may là ông bị ung thư qua đời. Hiện nay không ai muốn chuyện đó. Nhưng mà hoàn cảnh gia đình bà rất là khó khăn. Nhất ở cái tổ phố Kè của tôi. Mà tổ phố Kè chúng tôi được cấp ủy chi bộ và cùng các ban tám mặt trận là cũng rất quan tâm đến gia đình bà Hảo. Nhưng được nay mạnh thường quân của Hoàng Hiền kênh YouTube để về làm việc ở đây thì nhất nhìn thấy hoàn cảnh này thì kênh YouTube này đã quyên góp được một số của Hoàng Hiền về mua cho một nhà bà con bò và một con lợn để bà chăn để xóa đói giảm nghèo sau này. Nhưng mà thay mặt cho chính quyền thì tôi thì cảm ơn nhất là mạnh thường quân và kênh YouTube này
cố gắng là tìm những người mà có tâm có đức để về ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Hảo ở tổ phố Kèng tôi càng nhiều hơn tốt, để cho với nhất cho gia đình bà đỡ bớt cái khó khăn đi. Con học thì rất nhỏ, còn nhỏ mà hiện nay là học rất giỏi, rất tốt. Vừa rồi công ty Samsung cũng thưởng một chí số cho các cháu. Thì tôi đề nghị với tất cả các mạnh thường quân như kênh YouTube này cố gắng xem thế nào mà quyên góp được các nhân tài có tiền có của để về ủng hộ cho phía tổ nô kèng tôi, mà kể cả cho bà Nguyễn Thị Hảo là người đầu tiên của tổ nô kèng. Vậy về mặt của chính quyền xin cảm ơn tất cả kênh YouTube và công ty Hoàng Hiền đã ủng hộ cho nhân dân của tổ nô kèng tôi là một người công dân như bà Nguyễn Thị Hảo là cá biệt của kênh YouTube. Tôi xin gần ngàn cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn bác nhé. Vâng. Đó, các bác hoàn cảnh của cô Hảo thì các bác xem kênh của Hoàng Hiền thì các bác cũng rất là hiểu rõ về cái hoàn cảnh rồi, rất là khó khăn, vất vả. Đấy, thì cháu cũng nãy cháu chia sẻ với bác rồi, thì là cháu cũng quay video của nhà cô Hảo thì là cũng được mấy video thôi, thì là cũng có cô Thúy Hằng ở bên nước Mỹ là giúp cho ba mẹ con cái số tiền là 13 triệu. Đấy, trong đó thì vừa nãy thì cháu cũng chia sẻ với chú là mua bò là hết cái số tiền là 11 triệu 500. Đấy, còn lại là 1 triệu 500 nghìn thì sẽ để là mua lợn cho ba mẹ con cho nơi phát triển kinh tế. Vâng, thì qua đây thì cháu cũng xin chân thành cảm ơn chú về phía cấp ủy chính quyền địa phương đấy, cũng tạo mọi cái điều kiện đồng hành cùng với cháu để giúp đỡ cái hoàn cảnh của ba mẹ con đó. Cháu xin kính chúc chú thay mặt cho chính quyền thì cảm ơn cái kênh YouTube và công ty Hoàng Hiền và chỗ chị Miên Mỹ đồng hộ về gửi về đây là 13 triệu. Vâng, thì mua một con bò và một con lợn cho gia đình bà Hảo. Vâng, tôi rất cảm ơn với kênh YouTube này và chỗ chị Hoàng Hiền đã về phục vụ cho bà con nhân dân tôi đây, những con bò mua ở đây thì vâng, tôi rất là thấy là rất là tốt cho nhân dân. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng. Vâng, cháu cảm ơn chú nhé, rất nhiều. Thôi chào bà nhé. Thế rồi đấy, thế là có thì con bò trăm này đẻ đấy nãy, cho con nhá, để phấn khởi, để đẻ thêm ra nuôi cho cái con sau này con nọ nuôi cho con kia, nuôi cho con học nhá. Vâng, xin thành cảm ơn. Đấy, rất là vui mừng các bạn đấy. Ấy giờ anh Đông và anh Xô đấy. Đấy, như vậy là vừa mua bò đấy, xong cho ba mẹ con rất là đẹp. Thì rất là may thì nhà anh Xô thì anh Xô có chia sẻ là nhà anh có lợn đấy, thì bây giờ thì Hoàng Hiền sẽ cùng với lại cô Hảo và anh Đông đi hon để sang nhà anh Xô để bắt lợn về cho ba mẹ con chăn nuôi, rất là vui trong ngày hôm nay luôn. Bây giờ thì Hoàng Hiền xin kết thúc cái video này ở đây, xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Đấy, các bác sẽ đón xem cái video bắt lợn ở video sau. Hoàng Hiền xin kính chúc các bác cùng toàn thể gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Hoàng Hiền xin chào các bác nha. Chào các bác nha. Chào các bác, chào chị nha. Vâng.